Hello anh em, mình là Ken Moton. Vâng, xin chào mừng anh em đã đến với cái kênh của Ken Moton. Và ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em và giới thiệu với anh em một cái con dơ le mình vừa mới thiết kế ra đây, vừa mới tối hôm qua đây anh em nhé. Đó, thì con dơ le này sẽ có cái tên gọi của nó là Auto Startup Engine. Đó, cái công nghệ Auto Startup Engine này thì thường là người ta chỉ áp dụng trên những cái xe hơi hoặc là một số những cái xe đời mới bây giờ, ví dụ như xe tay ga Honda SH chẳng hạn đấy. Thì khi anh em dừng đèn xanh đèn đỏ là nó sẽ tạm dừng động cơ, và khi anh em ga lên thì nó sẽ nổ. Thì ở đây ấy, thì do cái hạn chế về mặt công nghệ ở trên cái xe Jim này thì nó đã sản xuất được ra khá là lâu năm rồi, nên là trên cái xe này nó sẽ không có những cái công nghệ như thế. Thì ở cái clip này ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái con này, cái công nghệ của nó cũng gần tương tự như những chiếc xe SH hay là những cái chiếc ô tô mà dòng Mazda mà công nghệ SkyActiv ấy, dừng đèn xanh đèn đỏ để tạm dừng máy. Chứ xin phép mình nói qua đây, trên cái xe này thì là mình đã làm một cái công tắc sẵn ở đây rồi. Đây là công tắc on off để can thiệp. Ở đây thì mình có một cái công tắc đỏ bé dưới này là công tắc bắt sinh anh em nhé. Thì ví dụ như anh em đi đến đèn xanh đèn đỏ, thay vì phải thò tay tắt chìa khóa và phải bấm đề thì anh em chỉ cần gạt một cái công tắc này xong. Đó, khi anh em bật này là nó sẽ nổ. Và khi anh em dừng đèn xanh đèn đỏ, anh em tắt đi thì nó sẽ tắt. Hết đèn xanh đèn đỏ, anh em chỉ cần bật lên lại như này là cái máy của mình đã tự động nổ. Ok, là nhờ con này anh em nhé. Cái cách thức lắp nó cũng rất đơn giản, thì mình sẽ hướng dẫn và đọc màu dây ở trên đây. Thì khi mô tun làm màu dây thì luôn luôn nó sẽ như này. Thì ở trên con dơ le ấy, thì mình có làm một dây vàng sọc đỏ anh em nhé. Thì nó sẽ tương ứng vào cái dây vàng sọc đỏ ở trên xe Jim của các bạn đây. Nó sẽ là dây đề. Đó. Ok. Và mình có làm một cái dây vàng tuyền. Thì nó sẽ tương ứng là cái dây điện máy là dây vàng tuyền từ dưới máy lên. Ở đây mình có cái đầu dây này. Đó, thì mình đã cắt đi rồi. Ok. Ở đây thì mình có làm một cái dây mát màu xanh lá đây. Thì anh em sẽ can thiệp bằng cách là sẽ đấu cái đầu này vào cái đầu công tắc ở trên xe do mình vừa chế đó. Còn hai cái đầu dây màu trắng ở trên thân con dơ le này, anh em sẽ kéo cái đoạn dây, đây mình đã làm sẵn một đoạn dây, kéo từ trên đầu này xuống lên chỗ con IC của cái xe Jim này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp. Thì ở đây thì mình có một cái công tắc mình đã lắp sẵn ở đây rồi. Và một đầu của công tắc mình thò ra thì mình sẽ nối vào cái dây mát. Dây mát màu xanh lá cây ở đây anh em nhé. Đó. Còn một đầu còn lại của công tắc thì mình đã thò ra đây. Ok, đầu còn lại của công tắc thì anh em sẽ là đấu vào cái dây màu xanh lá cây ở đây. Thì hiện tại là mình sẽ làm demo ở đây, cho nên là mình không đấu hẳn hoi nha anh em nhé. Nếu như anh em đặt hàng bên mình mà có mua về để lắp đặt trên xe thì anh em phải làm cẩn thận. Đó. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ đấu hai cái đầu dây trắng, đấu bất kỳ anh em nhé. Không cần biết nó ở đầu nào luôn, cứ đấu bất kỳ. Ôi cái này nó rơi mất rồi. Đó, anh em lùa cái ống ghen nhiệt vào đây. Và anh em xoắn nó lại. Nếu như anh em có máy hàn ấy thì anh em nên hàn nó vào cho nó chắc ăn. Quá trình mình đi lâu ngày có thể là khi mình rửa xe nước nó vào ấy, thì nó sẽ bị chập chờn. Đó, tạm thời thì anh em sẽ lùa vào đây. Tí nữa anh em chỉ cần hơ bật lửa đây nó sẽ bó lại. Ok. Đó. Rất là đơn giản thôi. Tí nữa là mình sẽ test trực tiếp trên cái xe này cho anh em coi. Nếu như anh em mà thấy hay thì có thể đặt hàng bên mình, thì mình sẽ ship hàng trên toàn quốc theo hình thức là COD, thu tiền tại nhà, giao hàng tận tay. Đó. Ở đây thì mình có cái dây vàng sọc đỏ. Thì ở đây cũng có một cái dây vàng sọc đỏ này anh em ơi. Đó. Bây giờ anh em chỉ việc cắm nó vào đây thôi. Đây là mình làm demo cho anh em nhé. Thì mình chỉ cắm vào đây thôi. Còn khi mà anh em lắp lên xe thì anh em phải rút rắc ra ghim nó vào. Cách rắc này ghim nó vào như nào thì những cái clip lần trước là mình đã đề cập đến rồi. Ở cái clip này thì mình không bàn tới nữa. Đó. Đây là dây màu vàng. Thì anh em cứ cắm vào cái dây màu vàng tuyền từ dưới máy lên. Ok. Đó, chỉ thế là xong. Đây mình sẽ để dơ le ở đây.
Thì bây giờ là mình sẽ quay cái công tắc ở đây cho anh em coi. Thì mình xin phép là mình sẽ ra đằng sau để mình bật cái công tắc chìa khóa, ổ chìa khóa này lên. Đó, khi mình bật ổ khóa lên thì cái xe của mình đã tự động đề và nổ rồi đấy ạ. Ok, ví dụ như anh em đi đến đèn xanh đèn đỏ mà bây giờ anh em mà muốn tắt máy đi để tiết kiệm xăng thì anh em chỉ cần tắt ở đây. Đó, là cái xe của mình đã dừng nổ máy rồi đấy ạ. Còn hết đèn xanh đèn đỏ rồi ấy, thì anh em muốn đi tiếp thì anh em chỉ cần bấm vào đây. Đó, là cái xe của mình đã nổ lên là để đi rồi. Ok, rất là đơn giản và hiệu quả. Cái này là sẽ rất là tiết kiệm xăng anh em nhé. Nó y như trên những chiếc xe Honda SH. Đó, do cái xe này nó đi lâu năm nó bị lạc hậu rồi, nó không có những cái công nghệ tối tân như ở trên những chiếc xe Honda SH hay là trên những cái chiếc ô tô xe hơi đời mới bây giờ, thì nó sẽ không có những công nghệ này và mình sẽ cải tiến nó bằng những cái hình thức như thế này. Đơn giản, hiệu quả và lại rẻ tiền. Mình khuyến cáo luôn là anh em là nên lắp cái công tắc ở đây đối với cái xe Jim. Thì khi ở trên này thì anh em cũng không nên khoét lỗ làm gì cả, nó sẽ mất hình thức đẹp của cái xe Jim mình đi. Cái ốp ở đây nó rất là rẻ anh em nhé. Cái ốp xịn của Honda ấy, nó chỉ có 15-20 nghìn thôi. Thì sau này khi anh em không thích dùng cái này nữa, anh em chỉ việc mua một cái ốp như thế này, anh em lắp vào thì nó lại thành Jim bản. Đó, còn khi mà mình độ mình chơi cái này thì mình khoét ở đây, thì sau này bỏ cái này đi. Đó, đây cũng là một cái cách vừa tiến vừa lùi. Tiến là gì? Anh em độ là tiến. Sau này anh em lùi về nó Jim bản, anh em chỉ việc mua cái nắp này, nó rất là rẻ thôi. Vứt cái này đi, lắp cái mới vào. Ok. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Thì mình sẽ tắt đi. Đó, như thế này là động cơ đã tạm dừng rồi. Khi anh em đến đèn xanh là anh em bật lên. Đó, là nó nổ luôn. Và anh em muốn tắt đi thì anh em sẽ tắt ở đây. Đó, đây gọi là cái nút tắt nhanh. Ở trên những cái xe mô tô phân khối lớn ấy thì nó hay có những cái nút tắt nhanh. Thì mình ở đây thì hiện tại là do cái xe Jim này của mình nó cũng hạn chế về cái mặt đồ nhựa này, nó không có những cái chỗ tiết diện to để mình lắp những cái công tắc như thế cho nó đẹp, cho nó Jim bản. Thì mình đã lắp cái công tắc ở đây cho nó nhỏ gọn. Đó, đây mình sẽ quay lại đây cho anh em coi. Nó sẽ rất là nhỏ gọn. Mà khi anh em cầm tay như thế này, đó, ví dụ anh em muốn passing nó cũng rất là đơn giản. Anh em muốn nổ máy lên thì cần gạt kẹt cái nó nổ. Và anh em đi đến đèn xanh đèn đỏ muốn tắt máy đi thì anh em chỉ cần gạt vào đây cái tắt máy. Đó, rất là đơn giản anh em ơi. Đó, rất là đơn giản. Anh em không cần phải cầu kỳ. Anh em không cần phải cầu kỳ nhá. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho anh em thấy cái màu dây. Cái màu dây từ cái con dây trắng ở đây, ở con dơ le này này, thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là nó sẽ bấu xuống chỗ nào trên cái xe Jim của mình. Ok, bây giờ là mình sẽ bỏ máy ra cái khỏi cái chân đế quay của mình. Đó. Thì ở đây thì mình có cái đầu dây vàng kéo từ trên đầu xuống á. Đó, nó xuống đến đây. Thì anh em sẽ tách đôi cho mình cái dây đen sọc vàng ở trên con IC này. Đó, dây đen sọc vàng anh em nhé. Một đầu dây vàng ở trên đầu đó, mình lúc mà có bấu vào cái dây trắng á, thì anh em sẽ bấu vào cái đầu đen sọc vàng hướng về con IC. Đó, còn lại một đầu đen sọc vàng mà để hướng vào cái cục mô bin ở chỗ này này. Đây là cục mô bin này. Thì anh em sẽ đấu vào đây. Hai cái đầu dây này anh em đấu bất kỳ. Đó, kiên mô tôn làm dơ le ấy, thì anh em có thể đấu bất kỳ đầu dây nào cũng được để tránh cái tình trạng là anh em đấu nhầm. Đó, rất đơn giản thôi anh em ơi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa và mình sẽ chỉ cho anh em thấy cái cách đầu nối lại một lần nữa, rất là đơn giản. Ok, cái bộ này thì anh em alo thì mình sẽ báo giá trực tiếp nhé. Đó, thì số điện thoại của mình là 0165 614 6888. Gặp Kim Motun thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Thì cái bộ này ấy, nó sẽ chia ra làm hai bộ, là một loại là dành cho xe Honda và một loại là dành cho xe Yamaha.
Đó thì khi anh em đặt hàng thì anh em sẽ cho mình biết là cái xe đó là thuộc cái dòng Honda hay là thuộc dòng Yamaha để mình có thể là cung cấp đúng những cái mặt hàng đó để phù hợp nhất với cái xe của các bạn. Và cái bộ này mình xin phép là mình sẽ bảo hành trong vòng 1 năm anh em nhé. Cực bền luôn. Bảo hành trong vòng 1 năm. Mình khẳng định luôn nó không bao giờ hỏng. Đó. Cho nên là mình mới dám bảo hành trong thời gian lâu như thế. Như cái bộ này là mình tự tay làm anh em nhé. Ở cái clip lần trước mình có chia sẻ với anh em cái chỗ mà mình làm những cái linh kiện để lắp vào trong những cái bộ mà dơ le như thế này, để cấu thành một con dơ le như thế này. Sản phẩm bên mình làm hoàn toàn bằng dơ le. Đó thì anh em nào mà hay theo dõi kênh của mình ấy, cũng đều biết là những cái sản phẩm của mình hoàn toàn làm bằng dơ le. Và hình thức nó sẽ giống như thế này. Đó, tất cả nó đều hình thức như thế này. Rất là nhỏ gọn, anh em có thể dễ lắp đặt trên xe. Mình đã nghiên cứu rất là nhiều tại sao mình không làm to mà mình lại làm nhỏ như thế này. Đó. Thì thứ nhất là nó nhỏ như thế này, anh em có thể đút ở trong cái họ đầu xe trong này, nó rất là vừa. Đó. Trên cái xe Jim này của mình ấy, thì mình có lắp mà hai con Demi ở hai bên và một con chip passing. Bây giờ là mình sẽ lắp thêm con này nữa, chưa kể cái driver của cái đèn M5 này nữa. Đó. Cho nên là cái xe này của mình vẫn lắp thoải mái. Tí nữa cái này thì mình sẽ đút vào cái hốc trong này. Ok, thoải mái luôn anh em ơi. Đó, lý do tại sao mà mình làm nó nhỏ gọn như này. Và dây bên mình là mình làm những cái dây rất là chắc chắn anh em nhé. Đó, tuy là những cái màu dây này nó sẽ không hoàn toàn giống như thiết kế ở trên xe, nhưng mình khẳng định luôn là cái dây này rất là bền này. Dây rất là to, lõi nó rất là to anh em nhé. Anh em nhìn nguyên cái đầu dây này anh em biết này, lõi nó rất là to. Anh em đi thoải mái. Ở trên thị trường có rất nhiều những cái loại mà sản phẩm các công ty lớn họ sản xuất ấy, thì những cái đầu dây thì bé tí, mà thậm chí nó lại còn dây lõi nhôm luôn, thì đi một thời gian là nó sẽ chập chờn và nó tự đứt luôn. Đó. Ok chị ạ. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa cho anh em dễ nghiên cứu. Rất đơn giản đấy ạ. Ở đây thì mình có một đầu vàng ở đây, mình đấu mới lại cái dây mát. Chạy ra đây là sẽ là ra công tắc ở đây anh em nhé. Một đầu của công tắc thì anh em sẽ đấu vào cái dây xanh trên con dơ le này. Ok. Rồi tiếp theo là đến cái dây vàng sọc đỏ ở đây, thì anh em sẽ đấu vào dây đề ở trên xe Jim này, cũng là dây vàng sọc đỏ. Ở đây thì mình có một cái dây vàng tuyền ở trên con dơ le này, anh em sẽ đấu vào cái dây vàng tuyền điện máy phát từ dưới cuốn lửa ấy, mâm lửa lên để cấp vào bóng đèn, thì anh em sẽ ghim nó vào đây. Đó. Còn lại hai cái đầu dây trắng ở đây thì nó sẽ theo cái đường dây vàng này mình có kết nối để xuống cái chỗ cái con IC đó. Thì mình đã chia sẻ vừa rồi ấy, thì anh em sẽ đấu ở đây, đấu bất kỳ đầu nào cũng được. Ok, bây giờ này mình sẽ test lại một lần nữa. Đây là công tắc tắt mở máy nhanh. Đó. Thì mình xem ở trên YouTube ấy, có rất nhiều anh em cũng làm cái công tắc này nhưng mà làm chưa tới anh em nhé. Có nghĩa là họ chỉ tắt được máy thôi nhưng không tự đề được, mà lại phải là thò tay và bấm cái nút đề. Thêm nhiều thao tác. Mình đã tích hợp luôn một bộ như thế này rồi, một combo như này luôn. Đó. Đó, đã lổ rồi đấy ạ. Khi đến đèn xanh đèn đỏ anh em chỉ cần tắt máy. Đó, và anh em bật lên. Đó, rất là nhạy. Tiếng đề rất là ngắn và gọn. Ok chị ạ. Vâng, đây là cái clip mà mình chia sẻ hướng dẫn anh em cách lắp cái con Auto Start Stop Engine này, công nghệ dành cho xe hơi. Nay là mình đã lắp đặt thành công trên cái xe Jim này của mình. Đó, nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình. Và hãy alo với mình thì mình sẽ ship hàng cho anh em trên toàn quốc nhé. Ok, xin chào anh em. Mình là Kiên Motul.